Nhờ vào điểm IELTS 7.0, em có thể đạt được học bổng 175 triệu của trường Swinburne. Thì mới đầu khi mà mình nói chuyện thì cái câu nói của mình nó rất là ngắn và thiếu từ vựng. Nhiều khi mình đang nói mà mình không có nhớ được cái từ đó trong tiếng Anh là gì luôn, nên mình bị im lặng một cách rất là sượng. Và thầy Hoàng chính là một vị cố tình của em. Sau khi mà tham gia khóa học 1:1 với thầy Hoàng trong khoảng thời gian là 1 tháng, thì em đã biết sử dụng những câu phức để làm cho câu dài hơn và kết hợp những từ nối. Em thấy tiếng Anh của mình đã được cải thiện trong một thời gian rất là ngắn. Trong part 2 thì thầy Hoàng sẽ chia ra là 4 chủ đề là về người, về vật, về cảnh và về sự kiện. Thì với mỗi chủ đề thì mình sẽ có những câu hỏi gợi ý. Nhiều khi gặp một cái đề bài khó mà mình không có chia ra 4 chủ đề thì mình có thể sẽ không biết nói gì hoặc là mình sẽ nói lan man. Nhưng mà khi mà có những cái câu hỏi gợi ý trong 4 chủ đề đó thì mình sẽ áp dụng chúng và mình khai triển ý của mình ra. Kết quả này không chỉ là của riêng mình em, mà đối với em, ngoài sự cố gắng của bản thân ra thì còn có cả sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, thầy cô và mọi người xung quanh. Cảm ơn mọi người và đặc biệt là thầy Hoàng nhé.